Chào anh em, trong video này thì mình sẽ review cho anh em một cái kèo đào ô xìn ở trên hệ xui. Kèo này thì đang khá là hot ở trên Telegram. Chúng ta có thể làm vài tài khoản hoặc thậm chí là vài trăm tài khoản với kèo này được. Để tham gia cái kèo này á, thì anh em cần phải có một tài khoản Telegram. Bây giờ mình sẽ thi phạm cách thực hiện cho anh em luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm truy cập đường link này, mình sẽ bấm luôn ha. Sau đó bấm OK. Nó sẽ mở ra một cái giao diện là Way Wallet như thế này. Bây giờ anh em sẽ tạo một cái tài khoản mới cho mình, đó là Relay Account. Ở đây anh em sẽ thấy nó hiển thị ra một cái địa chỉ ví này. Đó, thì địa chỉ ví này anh em có thể sao chép lại và comment xuống cái bài viết của mình. Mình sẽ tặng cho anh em một ít cái đồng xui để anh em chơi cái kèo này ha. Rồi ở đây thì anh em sẽ thấy một cái seed phrase, các cái từ khóa để chúng ta backup lại tài khoản ấy. Ở đây mình view cho anh em xem luôn. Và cái từ khóa này anh em phải lưu nó lại nhé, đừng để cho người khác biết. Tại vì người ta mà biết được các cái từ này á, người ta sẽ vào được cái tài khoản của bạn. Cái tài khoản này mình chỉ tạo để demo cho anh em thôi, chứ mình không có chơi nha. Rồi mình sẽ bấm là Relay này. Ở đây mình sẽ copy lại cái này ha. Lát nữa mình sẽ review cho anh em cái backup tài khoản luôn. Rồi Relay. Khi mà anh em tạo tài khoản thành công á, ở trong cái Ocean Game của anh em nó sẽ có một cái đồng, một đồng Ocean ha. Còn phía dưới này anh em chưa có cái đồng xui để claim. Đồng xui này anh em có thể là rút từ sàn hoặc là comment xuống cái bài viết của mình. Mình sẽ gửi cho anh em một ít để làm phí gas. Rồi chúng ta vô claim now. Tiếp tục anh em bấm vô claim now một lần nữa. Sau đó nó sẽ thông báo là 2 tiếng sau anh em mới tiếp tục vô claim được. Ở đây anh em lướt xuống dưới sẽ có một cái phần là mission. Ở đây nó chỉ có 3 cái nhiệm vụ là mission thôi. Sau này nó sẽ update thêm cho anh em. Anh em đợi nó load một lúc là nó sẽ hoàn thành thôi. Mình quay ra đi. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm thêm hai mục để nâng cấp. Đầu tiên là level up ở góc trái này, cái thuyền của anh em. Thì khi mà anh em nâng cấp á, cái thời gian mà anh em claim nó sẽ dài ra. Hiện tại thì mình 2 tiếng vô claim một lần đúng không? Nó khá là phiền phức, thế nên mình sẽ nâng cấp lên. Đó, mình sẽ tốn 20 cái đồng Ocean. Mình nâng cấp thì 3 giờ sau mình mới vô claim. Bên phải nó có con mèo cầm cần câu này anh em. Chúng ta nâng cấp thì cái tốc độ đào cái đồng Ocean của anh em nó sẽ tăng lên. Đó, một bên sẽ là tăng cái thời gian claim, một bên sẽ là tăng tốc độ để chúng ta kiếm được nhiều đồng Ocean hơn. Còn cái mục Friend là chúng ta sẽ đi giới thiệu bạn bè. Khi mà anh em giới thiệu người khác thành công, người ta chỉ cần tạo tài khoản thông qua đường link của bạn, nó sẽ hiển thị ở trong cái mục là My Friend nhé. Đây là cái tài khoản chính của mình và mình đã đào được 1.4 đồng Ocean rồi. Mình cũng mới chơi thôi anh em. Ở đây thì mình đã nạp vô khoảng hơn 5 đồng xui rồi. Và nếu bạn nào cần đồng xui á, anh em có thể là comment xuống bài viết của mình sẽ tặng cho anh em. Ở đây khi mà anh em đăng ký thông qua cái đường link của mình nhá, nó sẽ hiển thị bạn ở trong cái mục là rep này. Đó, thì mình đã giới thiệu 3 người đúng không? Thì 3 người này có thể comment xuống cái bài viết của mình sẽ tặng cái đồng xui cho anh em. Thật ra nó cũng không đáng bao nhiêu đâu. Ai cần đồng xui có thể là comment xuống cái bài viết của mình ha. Ở đây chúng ta đi giới thiệu bạn bè thì anh em sẽ nhận được phần trăm khi mà bạn bè của chúng ta claim thôi. Nếu như anh em không đi giới thiệu bạn bè cũng được, chúng ta phải chấp nhận là cái tốc độ đảo của anh em nó sẽ chậm hơn người khác. Chúng ta có thể tải một cái ví đó là Suez. Xui wallet ha, anh em sẽ thêm này, bật cái ví Suez lên, anh em bấm vô import wallet, rồi chúng ta nhập mật khẩu. Next step, trong cái mục import wallet đó chúng ta sẽ dán 12 cái từ mà anh em đã lưu, bởi vì cái đồng Ocean này nó chưa chính thức list, thế nên anh em muốn gửi đi á, chúng ta chỉ còn cách này thôi, chứ trong app anh em sẽ không gửi được đâu. Ví dụ mình muốn gửi đi này, mình bấm send này, mình chọn cái đồng là Ocean này, next step này và địa chỉ ví của người nhận mình nhập vô, sau đó gửi cho người ta thôi.